người nhà của cậu thế nào rồi? Tôi biết trong lòng cậu đang mang rất nhiều nỗi niềm. Cậu hãy coi tôi như là một người chị em thân thiết, cứ tâm sự để giải tỏa hết buồn phiền trong lòng cậu, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn chị. Con bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Con bé bị bệnh gì vậy? Nó bị ung thư máu. Thật là tội nghiệp. Còn nhỏ mà đã chịu khổ rồi. Con bé còn mẹ cha đầy đủ chứ? Dạ. Nhưng mà anh chị tôi nghèo lắm. Thu nhập hàng ngày cũng chỉ đủ nuôi thân thôi. Con bé dướng vô bệnh ngặt nghèo, cuộc sống càng thêm khốn khổ. Chị tôi cũng chịu nhiều thiệt thòi. Ngày còn con gái, chị là người đã hy sinh để tôi được ăn học tới nơi tới chốn. Nên tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với chị. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Trước kia tôi luôn thắc mắc, cậu rõ ràng không phải là một thanh niên ham chơi, lười biếng. Cậu hoàn toàn khác với những thanh niên làm cái nghề này. Thì ra vì để giúp đỡ cho chị của mình mà cậu đã hy sinh bản thân mình. Tôi chưa bao giờ chọn đi con đường này. Cậu nói vậy là sao? Cậu không lựa chọn? Không lẽ có ai đó ép cậu? Tôi bị mắc bẫy. Tôi thật không ngờ con người cậu ta lại xấu xa tới như vậy. Thật lòng mà nói, lúc ban đầu tôi cứ nghĩ chị là một con người xấu xa đứng sau mọi chuyện này. Tôi chỉ là suy nghĩ lúc ban đầu của tôi thôi. Sau đó tôi mới biết là chị không hề biết gì về chuyện này. Tôi chưa từng có hạnh phúc trong hôn nhân. Khi lớn tuổi và có nhiều tiền trong tay, tôi muốn dùng tiền ra để mua lấy niềm vui cho mình. Phải, cách sống của tôi có thể coi là không tốt, cũng có thể coi đó là bệnh hoạn. Tôi không chối điều đó. Để thỏa mãn nhu cầu bản thân, tôi sẵn sàng ra điều kiện với đối tác. Tôi được cái tôi muốn, anh được cái anh muốn. Song phẳng, cả hai đều có lợi. Tôi chưa dùng thủ đoạn để chiếm đoạt ai bao giờ. Cậu có hận tôi không? Tại sao tôi lại hận chị? Chị đâu có làm gì. Nếu không có tôi thì cậu đã không bị ép vào con đường này. Dù cậu có hận tôi hay không thì tôi vẫn thật lòng xin lỗi cậu. Tuần sau tôi bay rồi. Khi nào chị quay lại? Cũng chưa biết. Tùy hứng thôi. Cậu mời tôi tới đây chắc không phải vì nhớ tôi chứ? Tôi cũng muốn biết những ngày qua chị có hài lòng với mọi thứ không? Cảm ơn cậu, tôi rất hài lòng. Cậu đã sắp xếp mọi chuyện chu đáo cho tôi. Chị hài lòng là tôi mừng rồi. Nếu có gì cần cứ alo cho tôi. Ok, chắc rồi. Công ty của tôi đang có một dự án kêu gọi đầu tư. Chị coi có hứng thú không? Được, để đó tôi sẽ coi. Đây là một dự án được đầu tư bởi... Tôi không muốn bàn chuyện làm ăn trong lúc này. Tôi xin lỗi. Mặt tôi dính gì hay sao mà chị nhìn tôi lạ vậy? Không. Mặt cậu vẫn rất là đẹp. Thậm chí là tuyệt đẹp.
Nhưng có điều tôi đang coi coi phía sau của vẻ đẹp này là cái gì. Chị nói vậy nghĩa là sao? Không sao hết. Hôm nay chị lạ lắm. Vậy sao? Tôi có việc phải đi. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại chị. Con sao vậy? Không thích chơi nữa hả? Con có mệt không? Mệt á thì vô buồng ngủ đi. Con không ngủ đâu. Sao vậy? Cậu thấy con á đâu có tập trung chơi đâu. Chứ sắc mặt của con nhìn mệt lắm á. Con ngủ chút đi. Rồi cậu làm xong việc cậu chơi với con nha. Con không muốn ngủ. Con còn phải đợi. Con nói gì vậy? Con đợi ai nữa? Con không nói đâu. Trả lời cậu nghe nè. Con đợi ai? Con không nói. Bỏ tay xuống. Trả lời cậu nghe. Con đợi ai? Con đợi. Đợi ai? Con đợi. Con đợi cô Hà. Cô Hà hứa sẽ tới thăm con. Cô Hà hứa rồi nào? Hồi sáng con đi lấy điện thoại của mẹ gọi cho cô Hà. Tại sao vậy? Tại sao con hư quá vậy? Con nói với con bao nhiêu lần rồi, không được làm phiền của Khánh Hà rồi mà. Con hư vậy mai mốt con không chơi với con nữa đâu, nghe chưa? Anh Tấn, tại sao lại nói bé Tiền như vậy? Bé Tiền ngoan, con đừng có sợ nha. Dạ. Bé Tiền không có làm phiền gì em hết á. Nhưng tôi phiền. Mỗi lần gặp cô tôi thấy phiền lắm. Cô làm ơn về đi. Làm ơn đừng có tới nhà tôi nữa. Anh. Khánh Hà, em đã cố gắng bỏ qua cho anh ấy, cố gắng níu giữ tình cảm của hai đứa. Nhưng mà anh Tấn thiệt là quá đáng. Chị đã nghe hết rồi. Chị thấy có lỗi với em nhiều lắm. Khánh Hà, chị cầu xin em đừng chấp nhận lời nói của nó. Nhưng bây giờ nó thiệt là quá đáng. Nó không biết trân trọng tình cảm của em, còn xúc phạm tới em như vậy. Vậy thì chị không có tư cách gì để níu kéo em nữa. Cho dù cậu Tấn có làm tổn thương cô, nhưng tôi biết chắc một điều là cậu ấy cũng rất yêu thương cô. Cho dù là vậy, chúng ta cũng không có quyền níu kéo Khánh Hà. Sự rạn nứt này bắt đầu từ lỗi lầm của tôi. Tôi thật lòng xin lỗi cô. Không phải là lỗi của anh chị đâu. Em cũng không nói là em sẽ chấm dứt tình cảm với anh Tấn. Tạm thời trong khoảng thời gian này em sẽ không gặp anh ấy. Nhưng mà em sẽ luôn chờ đợi một lời giải thích từ anh ấy. Bé Tiền ơi, cô Hà tặng cho con cái này nè. Dạ. Bé Tiền nè, cô sẽ rất nhớ con. Và cô sẽ luôn cầu mong cho con sớm bình phục. Chị cảm ơn em nhiều lắm nha Khánh Hà. Dạ thôi, em xin phép. Em chào anh chị. Chị tôi chịu nhiều thiệt thòi. Ngày còn con gái,
Chị là người hy sinh để tôi được ăn học tới nơi tới chốn. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với chị. Trách nhiệm? Sao người này cứ phải có trách nhiệm với người kia? Để phải chịu nhiều đau khổ. Còn những kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, thì lại an nhàn, sung sướng.